Đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chương trình Trái tim Công Thương, thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, người lao động ngành công thương đối với các hoạt động thiện nguyện, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh COVID, đừng quên hiến máu cứu người, nhằm góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, khiến cho ngân hàng máu đối mặt với nguy cơ dần cạn kiệt. Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2020 do Bộ Công Thương, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bộ Công Thương tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện nhằm kêu gọi sự sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, người lao động công thương đối với các hoạt động thiện nguyện. Năm nay, chương trình được gắn với hoạt động tổng thể của toàn ngành có tên gọi Trái tim Công Thương, mang một tầm vóc, ý nghĩa không chỉ thể hiện trách nhiệm cũng như niềm vinh dự, sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn thể hiện được sự đồng lòng chung sức của toàn ngành, chung một trái tim, một lòng nhiệt huyết cùng sẻ chia với cộng đồng. Theo ban tổ chức, chỉ trong một thời gian ngắn tuyên truyền, kêu gọi, phát động, Ngày hội Hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương đã thu hút số lượng lớn cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương hưởng ứng tham gia. Theo đó đã có hàng trăm tình nguyện viên đến từ các cục, vụ, công đoàn, chi đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Công Thương. Chương trình Trái tim Công Thương nằm trong chuỗi hoạt động tổng thể của ngành, thể hiện những hoạt động mang tính cộng đồng, chứa đựng những thông điệp yêu thương. Do đó, không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu nhân đạo, tiếp theo, toàn ngành sẽ tổ chức các hoạt động tương tự để các cán bộ công nhân viên phát huy truyền thống tương thân tương ái. Đây cũng là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên toàn ngành đoàn kết, sống có trách nhiệm, nhân ái và bao dung.